Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hồ Yêu Loạn Thế của tác giả Khát Chí. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, chia sẻ video và đừng quên comment những nhận xét của quý vị sau mỗi video. Đặc biệt, hãy donate cho kênh để kênh có thêm kinh phí xây dựng, duy trì và để Khánh Duy có thêm động lực ra được nhiều video hơn gửi tới quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay, Hồ Yêu Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Đây là nơi nào vậy? Kim Mê chớp mắt nói. Ôi, thân thể của muội thật nặng. Lúc này, mọi người đang đứng ở trong một thế giới hoang vắng, đôi mắt nhìn ra xung quanh, toàn là núi đồi chọc lóc, không có cây cỏ cũng chẳng có động vật gì. Từ Ngạo Thiên hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn bộ dáng thống khổ của mọi người, có chút không đành lòng nói. Nơi này chắc hẳn là giao lộ giữa tiên giới và thần giới mà khoa phụ đã nói đến. Nghe nói trọng lượng nơi này so với thế tục giới chúng ta phải mạnh hơn gấp 10 lần. Lục Tử Huyên khó khăn lắm mới bước được một bước, lè lưỡi nói. Quá nặng đi, bước một bước mà cũng khó nhọc muốn chết à. Còn quá hoang vu nữa, cái gì cũng không có. Tử Vũ, chúng ta vì sao phải đến nơi này đây? Phương Tử Vũ thản nhiên nói. Các ngươi chưa đạt đến thần cảnh, đến thần giới sẽ không chịu nổi áp lực đâu, lập tức sẽ nổ tan xác mà chết. Các ngươi trước tiên ở đây thích ứng, ta đi thần mộ một chút rồi quay lại tiếp các ngươi. Nhưng... Từ Ngạo Thiên phất phất tay cắt lời tiên ngữ, cười khổ nói. Đừng nhưng nhị gì nữa, đến thần giới ngay cả ta thực lực cũng suy giảm lớn, chứ đừng nói là bọn muội. Chúng ta hãy cứ ở đây thích ứng hoàn cảnh một chút đi. Nghe nói thần giới so với nơi này còn lặng hơn vài lần. Tử Vũ, chúng ta ở đây đợi đệ, đệ tự mình cẩn thận một chút. Phương Tử Vũ gật đầu nói. Khoa phụ nói linh khí ở nơi này là nồng đậm nhất, cho nên không có sinh mệnh nào có thể sinh trưởng ở được ở nơi này. Các người ở đây tu luyện so với bình thường phải nhanh hơn rất nhiều lần. Từ Ngạo Thiên cười nói. Huynh biết rồi, đệ yên tâm đi đi, đi sớm về sớm. Phương Tử Vũ nhìn hắn một cái, xoay người bổ ra một đao, sau đó biến mất trong vết nứt không gian. Từ Ngạo Thiên thở dài một hơi nói. Người so với người thật sự là tức chết ta mà. Lăng Nguyệt bật cười nói. Từ đại ca, huynh tức giận cái gì? Chỉ ít ở nơi này huynh còn có thể hành động tự nhiên, bọn muội ngay cả bước một bước cũng phải tốn rất nhiều thời gian đây này. Tiên ngữ tán đồng nói. Ít ra đời này muội còn thật không nghĩ đến bản thân có một ngày có thể chạy lên tiên giới, lại chạy đến cả thần giới nữa. Từ Ngạo Thiên vỗ vỗ tay cười nói. Được rồi, sẽ như trong thiên thượng nhân gian thôi, ở đây vừa tu luyện vừa đợi Tử Vũ trở lại vậy. Lục Tử Huyên có chút lo lắng hỏi. Từ đại ca, Tử Vũ huynh ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói. Yên tâm đi, nói thế nào đi nữa thì tên tiểu tử đó hiện tại đã được coi như là một vị thần rồi, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thần mộ, vết nứt không gian xuất hiện, Phương Tử Vũ từ trong vết nứt chậm rãi bước ra, đang ngồi xếp bằng trước cửa thần mộ. Khoa phụ, Hậu Nghệ, Thần Nông và một người nữa đồng thời đứng dậy. Khoa phụ cười nói. Tiểu tử, vật đó lấy được chưa? Phương Tử Vũ gật đầu, lấy ra thiên thượng nhân gian và khối ngọc nhỏ, lại tháo thần thạch từ trên cổ xuống đưa cho ông ta. Bốn người, tám con mắt, tất cả đều lộ ra tia sáng vui sướng. Khoa phụ vội nhận lấy đồ vật, chạy đến gắn trên thạch bia. Nhân lúc này, Hậu Nghệ đem hắn và kẻ mà hắn chưa từng gặp mặt giới thiệu lẫn nhau nói. Vũ, nó chính là Phương Tử Vũ mà chúng tôi đã nói đến. Tử Vũ, hắn là Đại Vũ. Đại Vũ ư? Phương Tử Vũ sửng sốt một chút. Năm đó Đại Vũ trị thủy cho tới ngày nay vẫn được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian. Không nghĩ đến vị trung niên hán tử có tướng mạo xấu xí trước mặt này, nhưng lại mơ hồ có một loại khí chất khó nói, lại là Đại Vũ trong truyền thuyết. Phương Tử Vũ đang muốn hướng Đại Vũ thi lễ, Đại Vũ liền trước một bước cười nói. Đừng đa lễ, ba tên gia hỏa này một bực nói ngươi lợi hại thế này, lợi hại thế kia. Hôm nay vừa gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiểu huynh đệ, lần này thật sự là nhờ có ngươi rồi. Đám lao giả chúng ta tìm cách lâu như vậy rồi mà vẫn không mở được ra thần mộ, lại không thể rời khỏi thần giới. May mắn là có ngươi đây. Phương Tử Vũ đang muốn nói không cần khách khí, thì đúng lúc này, khoa phụ hú lên một tiếng quái dị.
chuẩn bị nào. Khoa phụ theo đường cũ chạy trở về, năm người sóng vai nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá của thần mộ. Cánh cửa ngọc thạch đột nhiên bắn ra một chùm sáng chói mắt, ngay cả cổ thần cũng không chịu nổi ánh sáng của nó, đều nhắm mắt lại. Toàn bộ không gian tựa như đang run rẩy, tất cả hành tinh lệch khỏi lộ tuyến cố định đều xoay tròn bay múa quanh thần mộ. Qua một hồi lâu, mọi người mới chậm rãi mở hai mắt ra, lại nhìn thấy thạch bia của thần mộ ở trước mắt đã biến mất. Vị trí ban đầu của thạch bia lúc này là một hồ nước màu bạc, nước trong hồ cũng màu bạc đang chậm chậm lưu động. Phương Tử Vũ chậm rãi đi lên phía trước, đưa tay vào trong nước hồ. Một trận cảm giác lạnh thấu xương ùa tới, rồi hắn vội vàng rút tay về. Đúng lúc này, chí tôn giới đeo trên tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng, mà Phương Tử Vũ cũng hoảng sợ phát hiện ra cái hồ nước màu bạc này dường như đột nhiên sinh ra một lực hút rất lớn, đem hắn nhanh chóng hút vào. Đám người khoa phụ vội vàng chạy lại hỗ trợ, nhưng tốc độ của bọn họ thế nhưng lại không nhanh hơn tốc độ lực hút của dòng nước bạc đó. Khi bọn họ chạy đến thì cả người của Phương Tử Vũ đã bị hút vào trong dòng nước bạc. Hậu Nghệ cũng mặc kệ 3721 gì, liều mạng muốn nhảy vào trong dòng nước bạc. Nhưng cái hồ nước này thoạt nhìn tựa như chất lỏng màu bạc, lúc này lại biến thành một bức tường rắn chắc. Mặc cho hắn dùng hết sức thế nào đi nữa cũng không tác dụng. Đại Vũ sờ sờ mặt nước bạc, phát hiện quả nhiên là cứng rắn như thép. Hướng Thần Nông nhìn lại, nhìn thấy Thần Nông cũng đang nhìn về phía nó với thần sắc tự hỏi. Đại Vũ lắc đầu cười khổ nói, nếu ta đoán không lầm thì thần mộ này chúng ta đều vào không được. Khoa phụ kinh ngạc nói, vì sao, tiểu tử đó không phải vừa mới tiến vào đó sao? Thần Nông tiếp lời nói, nó có chìa khóa mở cửa. Chìa khóa mở cửa ư? Khoa phụ sửng sốt một lát, nhìn về phía Hậu Nghệ. Hậu Nghệ suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên giật mình chợt hiểu ra, hô lên, ngươi là nói chí tôn giới sao? Đại Vũ gật đầu nói, chắc là vậy. Ngày trước ta vẫn một mực suy nghĩ xem chí tôn giới có tác dụng gì, vì sao lại có cùng chất ngọc xây dựng lên thần mộ. Bây giờ nhớ lại, nó chắc chắn là chìa khóa duy nhất có thể đi vào thần mộ. Khoa phụ vẻ mặt đau khổ nói, nói như vậy công sức của chúng ta đều là vô ích hết cả sao? Thần Nông cười nói, cũng không hẳn. Nếu đã biết chí tôn giới là chìa khóa mở cửa, vậy chúng ta đợi tiểu tử đó đi ra là được rồi, sau đó mượn chí tôn giới của hắn, không phải là có thể thay phiên nhau vào xem sao? Khoa phụ giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, lại phải đợi, trời mới biết phải bao lâu nữa tiểu tử đó mới đi ra. Người đến rồi. Phương Tử Vũ dùng mình phát hiện bản thân đang ở trong một cái không gian hư vô mờ ảo, không có màu sắc, không có bất cứ đồ vật gì, chỉ có khoảng không mênh mông vô tận. Lúc này một giọng nói trầm hậu vang lên, người rốt cuộc cũng đã đến. Người rốt cuộc là ai? Nơi này là nơi nào? Nơi này là giao giới giữa bóng tối và ánh sáng, lựa chọn giữa sống và chết. Có ý tứ gì? Thần tính, ma tính, chỉ là một cái ý niệm, là lập địa thành tiên hay xả thân thành ma. Trái tim của ngươi nằm trong góc tối tăm, cùng thần vô duyên, cùng thần vô duyên. Có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không có tên, chỉ quản lý bóng tối và ánh sáng. Ngươi trái tim có mức tăm tối, như thế nào thành thần, chỉ có thể thành ma. Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Cái gì là thần ư? Cái gì là ma? Thần và ma có gì khác biệt, lại có gì giống nhau? Phương Tử Vũ lúc lắc đầu, thanh âm đó nói ra một cách lộn xộn, đứt gãy, căn bản là không thể nghe hiểu được lấy một câu. Thanh âm kia trầm mặc một lát lại vang lên, được rồi, ta nói cho ngươi thần mộ là cái gì. Con người được sinh ra như thế nào đây? Theo như lời cổ thần truyền lại, con người là do thần lấy bùn đất nặn thành. Vậy thần từ đâu mà có? Con người sau khi chết phải hồn quy địa phủ, chờ đợi thẩm phán, chờ đợi luân hồi. Còn thần thì sao? Thần sau khi chết phải đi đến nơi nào? Về thần mộ lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thần cũng có phần mộ hay sao? Kể lại rằng, ở thái cổ thời đại thiên địa hỗn độn, thần do thiên địa linh khí dưỡng dục mà sinh ra, hấp thu thiên địa tinh hoa mà trưởng thành, bởi vậy thần mới xuất hiện. Ví dụ như bàn cổ, nữ hoa, phục khi, những thái cổ chúng thần này sau khi sáng tạo ra thiên địa vạn vật và nhân loại liền biến mất trong thiên địa. Cổ thần tồn tại hiện nay chẳng qua đều là từ trong nhân loại sinh ra, tu luyện mà thành, đều không phải là thái cổ chi thần. Nhân tu luyện sau đó thành thiên,
tiên tu luyện, sau đó thành thần. Vậy thần tu luyện sau đó sẽ phải đi đâu? Về dấu vết của thái cổ chúng thần và bên ngoài thần giới có còn không gian nào khác nữa hay không đều đã trở thành một câu đố. Nhóm cổ thần tìm kiếm khắp nơi không mục đích, tìm kiếm mục tiêu của thần, tìm kiếm di tích của thái cổ chúng thần. Nhưng những người này tìm được đều biến mất từ đó, còn lại vẫn là những kẻ đang mê mang tìm kiếm. Thần mộ từ đâu mà có, không một ai biết, cũng không một ai từng đi vào. Phàm là kẻ tiến vào đều không có xuất hiện trở lại. Thanh âm trong thần mộ nói ra có một chút không rõ ràng, đông một câu, tây một câu. Phương Tử Vũ càng nghe đầu óc càng rối tung. Đến cuối cùng hắn mới miễn cưỡng hiểu được, nguyên lai thần mộ không phải là phần mộ của thần, mà là nơi trở về cuối cùng của thần. Thế gian có sáng tối, nhân tâm có thiện ác, thần mộ chính là nơi phân biệt thiện ác, là nơi quản lý ánh sáng và bóng tối. Vô luận là người hay là ma, là thiện hay là ác, chỉ cần đến cái địa phương này đều sẽ được cấp cho một lần cơ hội, một lần khảo nghiệm. Thông qua được, thần mộ sẽ dẫn ngươi đi tìm di tích của thái cổ chúng thần. Thất bại, đem hình thần câu diệt, ngay cả một tia linh hồn ấn ký cũng không tiếp tục lưu lại. Thần mộ là khảo nghiệm cuối cùng đối với thần, cũng là nơi trở về duy nhất của thần. Mà cái khảo nghiệm này tuyệt đối không đơn giản. Chuẩn bị xong chưa? Phương Tử Vũ lắc lắc đầu nói, ta không muốn đi tìm thái cổ chúng thần gì cả, ta chỉ muốn báo thù. Đi vào thần mộ thì phải trải qua khảo nghiệm, thành công rồi muốn đi muốn ở cũng tùy vào ngươi. Phương Tử Vũ suy nghĩ một lát rồi hỏi, khảo nghiệm điều gì? Trong tim ngươi cất giấu ma tính của bóng tối, khảo nghiệm của ngươi đó là làm thế nào đối mặt với bản thân ngươi và trái tim của ngươi. Ta không hiểu. Không cần hiểu, ngươi sẽ biết ngay thôi. Đúng lúc này, trước mắt Phương Tử Vũ đột nhiên mơ hồ xuất hiện một bóng người. Bóng người dần dần rõ ràng, không ngờ lại là chính bản thân hắn. Phương Tử Vũ lúc này một thân hắc y, sắc mặt băng lãnh, mà Phương Tử Vũ ở trước mặt thì là một thân bạch sam, khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Đó là hắn sao? Trong ấn tượng của Phương Tử Vũ, bản thân từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tươi cười sáng lạn đến như vậy. Trong lòng bất giác sinh ra một loại cảm giác lạ thường. Đó là cái bóng của bản thân ngươi, mặt thiện của ngươi, ngươi phải đánh bại nó, ngươi mới có thể thông qua khảo nghiệm. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đơn giản ư? Chờ xem đi. Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng, bàn tay phải xòe ra, một thanh trường đao đen sẫm xuất hiện trong tay. Hắn hét lớn một tiếng, hung hăng bổ một đao thật mạnh về phía bản thân ở trước mặt. Phương Tử Vũ bạch y không hề có ý nghĩ né tránh, đứng tại đó mặc cho một đao xẹt qua trên người mình. Phụt, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu. Phương Tử Vũ biến sắc, hoảng sợ nói, chuyện này là sao vậy? Ta nói rồi, đó chính là bản thân ngươi, muốn giết nó chẳng khác nào giết chính ngươi, bây giờ ngươi còn cảm thấy đơn giản nữa không? Phương Tử Vũ sắc mặt biến ảo không ngừng hỏi, giết không chết nó ta làm sao thông qua đây? Cho ngươi một gợi ý, thần tính, ma tính chỉ trong một ý niệm. Có ý tứ gì? Ta đã nói quá nhiều rồi, đi thôi, hoặc là ngươi giết nó, hoặc là nó sẽ giết ngươi. Nói xong câu này, giọng nói đó chìm vào trong yên lặng, mặc kệ là Phương Tử Vũ kêu gọi như thế nào đi nữa, Thủy Chung vẫn không đáp lại. Bất đắc dĩ, Phương Tử Vũ chỉ có thể nắm chặt trường đao, cẩn thận phòng bị. Phương Tử Vũ phía đối diện, mỉm cười ôn hòa, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một thanh trường đao đen thui, giống hệt xuất hiện ở trong tay. Xẹt, xẹt, hai vệt sao băng va chạm lẫn nhau. Trời long đất lở, nếu nơi này không phải là không gian hư ảo, ở bất kỳ chỗ nào bên ngoài, loại va chạm mãnh liệt này đủ để hủy diệt cả một hành tinh. Hai vị thần toàn lực đánh nhau tuyệt đối không phải là trò đùa. Hai bóng người giao nhau xẹt qua, Phương Tử Vũ và Bạch Y thay đổi vị trí. Hai bóng người đều thở hổn hển nhìn đối phương, ngay cả chỗ bị thương ở trên người cũng giống hệt nhau. Đáng chết! Phương Tử Vũ thầm chửi một tiếng, lại một lần nữa xách đao xông lên. Vào lúc hắn động thủ thì Bạch Y cũng đồng thời đánh về phía hắn. Lại một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hai người đều bị sóng kình đánh bay. Khó khăn lắm mới ổn định lại được thân người, phát hiện ra bản thân đã thụ thương nặng không thể bù lại. Bạch Y Phương Tử Vũ nhếch môi cười, nâng trường đao lên một lần nữa đánh tới. Phương Tử Vũ cười khổ một tiếng, hai kích mới vừa rồi đã lấy đi toàn bộ khí lực của hắn. Lúc này đây, ngay cả tay cầm đao cũng không ngừng run rẩy, càng đừng nói đến chuyện phản kích.
đao của Bạch Nghi càng lúc càng gần, một cỗ tử vong khí tức ngập trời đã hoàn toàn vây kín lấy Phương Tử Vũ. Cứ thế này mà chết sao? Phúc Thúc, Vũ Nuôi, còn có cả Từ Ngạo Thiên, Kim Mê, Lục Tử Huyên, rất nhiều khuôn mặt lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Hóa ra hắn vẫn còn vững bận đấy chứ. Phương Tử Vũ cười khổ một tiếng. Đao của Bạch Nghi đã gần ở ngay trước mặt. Đột nhiên hai mắt Phương Tử Vũ bắn ra hai tia sáng, quát lớn: "Đi chết đi!" Cả không gian ầm ầm rung chuyển. Bên ngoài thần mộ tụ tập một đám người, cơ hồ hơn nửa cổ thần đã nghe được tin tức mà chạy đến. Hơn nữa trong đó còn có một đám người nhìn qua không giống thần. Đó chính là đám người Từ Ngạo Thiên, Tứ Nữ và Thiết Huyết Vệ. Nguyên lai Phương Tử Vũ đã đi vào thần mộ được gần 100 năm. Đám người Từ Ngạo Thiên cũng nhân thời gian này lợi dụng linh khí nồng đậm ở nơi giao giới giữa tiên giới và thần giới để tu luyện, thành công đặt đến cảnh giới của thần. 100 năm loáng một cái vội vàng mà qua. Đột nhiên thần mộ một trận chấn động kịch liệt, sau đó ánh sáng chói mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Phương Tử Vũ đã đứng ở trước mặt mọi người. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đi ra rồi. Hoa phụ vui vẻ như một đứa trẻ. Tử Vũ! Đám người Từ Ngạo Thiên cũng vui mừng như điên chen lại. Phương Tử Vũ hướng mọi người gật gật đầu. Tiểu tử, trong thần mộ rốt cuộc là cái gì vậy? Tiểu tử! Mọi người đi lên vây quanh không ngừng hỏi han. Đúng lúc này, Phương Tử Vũ toàn thân khẽ run lên, đồng thời cách đó không xa, không khí vặn loạn một trận, một thanh âm hét lớn. Hiền Viên Lão Nhi, mau mau nhận lấy cái chết đi! Đáng chết! Trong chúng thần, một vị trung niên nam tử thân mặc hoàng bào, diện mạo uy vũ, khẽ chửi một tiếng, xoay người độn nhập vào không gian. Một tên trắng hán trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu xuất hiện, hét lớn: "Đừng chạy!" Sau đó cũng mau chóng độn nhập vào không gian. Phương Tử Vũ trên mặt hiện lên vẻ giận dữ quát: "Sivu!" Sivu nước mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn, trực tiếp bỏ đi. Xoẹt! Phương Tử Vũ tung người bay lên, theo sát phía sau Sivu đột nhập vào không gian. Tử Vũ! Từ Ngạo Thiên hô to một tiếng, vội vàng dẫn theo chúng nữ và Thiết Huyết Vệ cũng nhảy vào không gian. Chúng thần đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên có người hét lớn: "Còn không mau đuổi theo, Chí Tôn Giới còn ở trên tay của hắn." Khốn kiếp! Chúng thần cũng vội vàng đuổi theo ở sau lưng Từ Ngạo Thiên. Vì thế thần giới xuất hiện một tình cảnh quái dị mà vạn năm khó gặp. Dẫn đầu chính là Hiên Viên, không ngừng mắng chửi, không ngừng xuyên qua tầng tầng không gian bỏ chạy. Phía sau Hiên Viên là Sivu, vẫn không ngừng đuổi theo sát sau lưng Hiên Viên. Phía sau Sivu là Phương Tử Vũ, khuôn mặt đầy giận dữ, sát khí đằng đằng. Đuổi theo sát phía sau Phương Tử Vũ lại là đám người Từ Ngạo Thiên. Sau cùng là một đám đông cổ thần, hơn nữa nhân số càng lúc càng nhiều. Trên con đường lớn, người qua kẻ lại, rộn ràng, nhốn nháo rất náo nhiệt. Tiếng chào mời của người bán hàng rong, tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ, tiếng ngựa hí của xe đến xe đi trộn lẫn thành một mảnh. Từ đầu phố, một đám người chậm rãi đi đến, ước chừng khoảng hơn 40 người. Sóng vai đi đầu là hai nam tử anh tuấn tuổi còn trẻ, một vị khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười, người còn lại không một chút biểu cảm. Sau lưng hai nam tử này là bốn vị tuyệt sắc mỹ nữ tuổi chừng 18-20. Bốn vị nữ tử này đều có dung mạo chim sa cá lặn, có khí chất đặc biệt làm cho người ta tưởng là tiên tử hạ phàm. Trong đó hai vị nữ tử mang theo hai nam hài khoảng 12, hai vị nữ tử khác thì đang trêu đùa với nữ hài khoảng 2-3 tuổi được ôm trong lòng ngực. Phía sau mấy nữ tử này lại là 36 vị tráng hán thân hình lực lưỡng, bước đi thống nhất, ánh mắt sắc bén khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến những quân nhân tinh duệ nhất. Một trong số hai nam tử đi ở đầu tiên đó khẽ than thở: "Cũng đã mấy trăm năm rồi, không trở lại, thế giới này thay đổi thật nhiều . Nam tử bên cạnh lướt nhìn hắn một cái không nói gì. Nam tử đó lại cười nói: "Thật không nghĩ đến đợi lại có thể luyện đến phá thần cảnh giới. Nếu không phải như vậy, đám người chúng ta thật đúng là trở về không được . Nam tử ở bên cạnh thản nhiên nói: "Chẳng qua phương pháp tu luyện của bọn họ cùng hai người chúng ta cũng không khác biệt lắm, lại chưa có trải qua thiên kiếp, đệ mới có thể mang bọn họ trở về. Nếu đổi lại là đám người khoa phụ, đệ cũng đành bất lực thôi." Nam tử nọ gật đầu lại nói: "Thời gian qua thật nhanh, chỉ chớp mắt mà đã mấy trăm năm. Thật không nghĩ đến đại đường vương triều của thế dân một tay kiến lập đã bị Tống triều thay thế. Là con cháu của hắn vô năng thôi." "Tử Vũ, ta nghe nói thế dân huynh còn có con cháu tại thế, chúng ta có nên tìm bọn họ hay không?
bồi dưỡng một chút coi như là một phen tình nghĩa của năm đó. Phương Tử Vũ thờ ơ cười một tiếng nói, muốn tìm huynh tự mình tìm đi, đừng kéo đệ xuống nước nữa. Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi, mỉm cười tự giễu nói, quên đi, có lẽ không nên quản, dù sao chúng ta đã không phải là người của thế giới này rồi. À đúng rồi, cuối cùng thì đệ đã làm gì với Sivu vậy? Nghe khoa phụ bọn họ nói, lần đó Sivu bị đệ đánh cho ôm đầu bỏ chạy, sau đó thì đến bây giờ vẫn không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Phương Tử Vũ nhún vai nói, không có gì, chỉ đem hắn nhốt trong thiên thượng nhân gian thôi. Thiên thượng nhân gian? Từ Ngạo Thiên trừng mắt thất thanh hô lên, cái phong thần thai đó ư? Đúng vậy, đệ không giết chết hắn cũng chỉ có thể giam hắn lại thôi. Từ Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lại nhìn hai đứa trẻ phía sau nói, huynh nói thật, đệ thật là có bản lãnh à, suốt mấy trăm năm đều không có động tĩnh gì, khi muốn có con thì lập tức ba vị mang thai cùng một lúc à. Phương Tử Vũ lơ đánh khẽ cười nói, vậy còn huynh tại sao không sinh lấy một đứa đi? Từ Ngạo Thiên cười nói, đệ cũng biết mà, Nguyệt Nhi sợ đau, lại nói huynh cũng không nỡ làm nàng ấy bị đau đớn. Lúc ba vị lão bà của đệ sinh, Nguyệt Nhi đứng ở bên cạnh nhìn thấy đều sợ đến phát khóc, đệ nói huynh còn dám sao? Phương Tử Vũ thoải mái cười một tiếng, lại hỏi, ca ca huynh muốn đi đâu bây giờ? Từ Ngạo Thiên im lặng một lát rồi nói, huynh muốn trở lại Côn Lôn nhìn một chút, có lẽ thái thượng lão nhân gia ông ấy còn tại thế. Phương Tử Vũ yên lặng gật đầu. Từ Ngạo Thiên lại hỏi ngược lại, còn đệ thì sao? Đệ ư? Phương Tử Vũ nhún vai nói, đệ không sao cả. Vậy theo huynh lên Côn Lôn nhìn một chút đi. Được. Con Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Phong, tiếng chuông vang vẳng. Một đoàn hơn 40 người vừa thưởng thức phong cảnh, vừa đi về phía Ngọc Hư Phong. Lấy thân phận khách nhân, sau khi đi vào Ngọc Hư Cung, Từ Ngạo Thiên cảm thán nói, cảnh vật như cũ, người xưa tất cả đã không còn nữa. Phương Tử Vũ thản nhiên mỉm cười không nói gì. Vô Lượng Thiên Tôn, thí chủ, trong Ngọc Hư Cung bốn phía xung quanh đều có thể đi lại, nhưng Chí Tôn Thần Điện mong chư vị thí chủ không nên đi vào. Vừa mới đi đến hậu viện, vài tên tiểu đạo sĩ hiện thân ngăn mọi người lại. Chí Tôn Thần Điện ư? Từ Ngạo Thiên sửng sốt nói, Ngọc Hư Cung từ khi nào có tòa Chí Tôn Thần Điện này vậy? Một tên tiểu đạo sĩ trong số đó có vẻ mặt pha chút đắc ý nói, chư vị thí chủ chắc hẳn là du khách du ngoạn thôi thì phải. Vài trăm năm trước đây, Ngọc Hư Cung chúng tôi từng xuất hiện đao kiếm song tôn, được xưng là kiếm hoàng, đao tôn. Hai vị tiền bối ở tuổi 20 đã khám phá ra thiên đạo, mang theo 4 vị ái thê và 36 vị hộ pháp phi thân thành thần. Từ đó về sau, Ngọc Hư Cung nhất môn đã trở thành thiên hạ chí tôn. Tống Thái Tổ năm đó mạnh mẽ chấn áp các phái võ lâm, nhưng duy độc không dám đụng đến Côn Lôn Ngọc Hư Cung chúng tôi, đều là nhờ uy võ của hai vị tiền bối. Từ Ngạo Thiên nhìn về phía Phương Tử Vũ mỉm cười, quay đầu lại hỏi, Chí Tôn Thần Điện đó cung phụng đao kiếm song tôn sao? Tiểu đạo sĩ kiêu ngạo nói, đúng vậy, hai vị tiền bối thành danh bên ngoài, thiên hạ võ lâm đều lấy Ngọc Hư Cung chúng tôi vi tôn. Mỗi năm cứ đến đây, ngày này mà hai vị tiền bối và gia đình phi thăng năm đó, thiên hạ quần hùng lại đến Chí Tôn Thần Điện thăm viếng. Chí Tôn Thần Điện mỗi năm cũng chỉ mở ra vào đúng ngày đó mà thôi. Từ Ngạo Thiên gãi gãi lông mày lại hỏi, theo lý thuyết thì hai bên... À, đao kiếm song tôn, phi thăng rồi, cũng không quản được công chuyện của thế tục. Ngọc Hư Cung mấy trăm năm nay danh vọng không giảm à, chẳng lẽ còn có tiền bối cao nhân tọa chấn sao? Mấy tên tiểu đạo sĩ kinh ngạc nói, thí chủ chẳng lẽ không biết ư? Ngọc Hư Cung chúng tôi có Bách Độ Thái Thượng Lão Tổ tọa chấn, ai dám tới đây càn quấy đâu? Mọi người đồng thời sửng sốt, trên mặt tứ nữ đều hiện ra vẻ vui mừng. Kim Mê càng không nhịn được hô lớn, sư phụ, Kim Mê đã trở lại. Giọng nói ngọt ngào của Kim Mê truyền đi rất xa, mấy tên tiểu đạo sĩ đồng thời biến sắc quát to, lớn mặt, bên ngoài Chí Tôn Thần Điện không được làm càn. Cũng vào lúc này, một đám đạo sĩ lớn có, bé có xông về phía này. Một vị lão nhân dẫn đầu quát to, là kẻ nào ở chỗ này náo loạn? Sư thúc, là đám người này. Các ngươi là ai? Lão đạo sĩ híp mắt lại hỏi. Từ Ngạo Thiên khe khẽ mỉm cười, chuẩn bị nói chuyện. Đúng lúc này, hai gã đạo đồng vội vàng chạy đến, ghé vào tai lão đạo sĩ nói thầm vài câu. Lão đạo sĩ nghe xong, sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên, cái gì? Thái thượng lão tổ ngay lập tức muốn gặp bọn họ ư? Không phải lão tổ còn đang bế quan sao? Điều này sao có thể?
Lời này vừa thốt ra, chúng đạo sĩ đương trường đồng loạt biến sắc. Cũng có kẻ âm thầm đoán đám người này rốt cuộc có thân phận gì, lại kinh động đến Thái Thượng Lão Tổ đang trong thời kỳ bế quan, cũng phải muốn gặp bọn họ. Tiểu đạo đồng chắp tay nói: Sư Thúc Tổ, Lão Tổ nói người hiện tại không cách nào xuất quan, nhưng lệnh cho hai người chúng con nhất định phải dẫn những người này đến chỗ bế quan thất gặp lão nhân gia người. Điều này... Lão đạo sĩ hàng lông mày nhíu chặt, suy nghĩ một hồi lâu sau đó mới nói: Được rồi, các vị đi theo tôi, đi gặp Thái Thượng Lão Tổ, không được làm càn trước mặt lão nhân gia người. Từ Ngạo Thiên mỉm cười nói: Làm phiền. Sau khi lão đạo sĩ dẫn Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đoàn người rời đi, đám đạo sĩ mới bàn tán ầm ĩ cả lên. Thái Thượng Lão Tổ hiện tại đang trong thời kỳ bế quan trọng yếu, không thể bị bất cứ điều gì làm gián đoạn được. Vì sao lão nhân gia người còn muốn gặp những kẻ đó vào thời điểm này? Bọn họ là ai vậy? Mặt mũi lớn như vậy lại có thể phải làm phiền đến Thái Thượng Lão Tổ? Hai nam tử, bốn nữ tử, ba đứa trẻ con, một đám võ sĩ. 1, 2, 3, 4, 42. Một tên đạo sĩ nhẩm đếm số người đột nhiên kêu lên thất thanh: Trời ơi, chẳng lẽ là bọn họ sao? Ai cơ? Người biết đám người bọn họ sao? Người nói cho rõ ràng một chút coi. Đạo sĩ đó nuốt một ngụm nước miếng nói: Năm đó khi Đao Kiếm Song Tôn phi thăng, dẫn theo tổng cộng bao nhiêu người? Bản thân Song Tôn, 4 vị thê tử, còn có 36 danh hộ vệ, cộng lại 42 người. Trời ạ, 42 người, trừ đi 3 đứa trẻ con, vừa tròn 42. Không xảo hợp như vậy chứ? Vài ngày sau đó, Côn Lôn Ngọc Hư Cung đã phát sinh vài chuyện hệ trọng, chấn động cả thiên hạ. Thứ nhất, Kiếm Hoàng Đao Tôn phi thăng thành thần trong truyền thuyết, cùng với 4 vị thê tử và 36 danh hộ vệ đồng thời trở lại nhân gian. Thứ hai, Thái Thượng Lão Tổ Bách Độ thành công xuất quan, cũng dưới sự trợ giúp của Đao Kiếm Song Tôn đột phá cửa quan đạt đến thần cảnh. Khi quần hùng thiên hạ nghe được nhất tề chạy đến Côn Lôn thăm viếng Song Tôn, thì Kiếm Hoàng Đao Tôn cùng với người nhà của họ, 36 danh hộ vệ, còn có Thái Thượng Lão Tổ Bách Độ đã biến mất. Họ đã đi đâu không một ai hay biết. Mặc dù Thái Thượng Lão Tổ tọa trấn ở Ngọc Hư Cung đã mất tích, nhưng bởi vì Song Thần trở lại thế gian, cho nên danh vọng của Ngọc Hư Cung không giảm mà lại tăng. Ngay cả Hoàng thất Tống Triều cũng đích thân đến Côn Lôn thăm viếng thần điện. Dân chúng từ đầu đường đến cuối ngõ truyền miệng cho nhau, cuối cùng toàn thiên hạ đều biết Đao Kiếm Song Tôn trọng lâm nhân thế. Cũng vào lúc này, rất nhiều tiên nhân xuất hiện trong thế tục giới, nghe nói là nhận mệnh của tiên quân xuống tìm Đao Kiếm Song Tôn, còn như kết quả thế nào cũng không phải phàm nhân có thể biết được. Côn Lôn nhất mạch bởi vì dưỡng dục ra Kiếm Hoàng Đao Tôn hai người, từ đó được người trong thiên hạ tôn là Thánh Sơn. Ngọc Hư Cung cũng trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Mà lúc này đây, Kiếm Hoàng, Đao Tôn và bọn người Bách Độ đã đi đâu cũng chẳng ai biết. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 25 cũng là tập truyện cuối cùng của bộ truyện Yêu Hồ Loạn Thế. Chúng ta kết thúc bộ truyện Yêu Hồ Loạn Thế ở đây. Ngày mai Kính Duy sẽ đọc bộ Hậu Tinh Thần Biến để phục vụ quý khán thính giả. Chúc quý khán thính giả nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.